Sáng ngày 8 tháng 3, Ban Chỉ huy quân sự thành phố Hội An đã tổ chức khai mạc huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị lực lượng dân quân năm thứ nhất năm 2021 tại cụm phường Cẩm Phô và cụm phường Tân An. Tham gia hai lớp huấn luyện tập trung có 214 chiến sĩ dân quân năm nhất trên địa bàn thành phố. Dịp này, Ban Chỉ huy quân sự thành phố triển khai nhiều nội dung chính trị pháp luật quan trọng, trong đó chú trọng giáo dục về chiến lược diễn biến hòa bình và các công tác quốc phòng, vận động nhân dân xây dựng các cơ sở vững mạnh toàn diện. Xây dựng nhận thức mới trong việc bảo vệ đất nước ta trong tình hình mới và quán triệt những nội dung cơ bản về quan điểm chính sách của Đảng và Nhà nước. Cùng với đó, nhiều kỹ thuật quân sự cũng sẽ được Ban Chỉ huy quân sự thành phố huấn luyện cho các chiến sĩ dân quân tự vệ trong tháng 3 này.